này mà anh gọi là nói chuyện à? Không cùng quan điểm với nhau ấy, không thể nói chuyện được đâu. Tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi. Trời, cô nghĩ mình cũng mệt. Tôi cũng chán ngấy cái gia đình này rồi. Chồng em thì không ngoại tình, không cờ bạc, rất là chỉn chu gia đình. Nhưng mỗi là hai vợ chồng không nói được với nhau, cứ ngồi động nói một vài câu thôi là ông chẳng bà chuộc rồi. Không ai hợp ngay cả. Ngay cả cái con nhím, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nó mới tìm ra được một cái khoảng cách nào đó mà ở gần với nhau để không có bị làm tổn thương nhau. Nếu như mà mình đang khắc khẩu với chồng là bởi vì mỗi chúng ta đều có sự tổn thương, chúng ta đều có sự đòi hỏi, chúng ta đều có cái yêu cầu đối phương phải như thế này, phải như thế kia, làm theo ý của mình. Và chúng ta có những cái góc nhìn khác nhau. Và vì vậy, chúng ta mới bị mắc kẹt trong sự khắc khẩu của nhau. Khi bạn biết ít, bạn bất đồng, bạn không đồng ý. Khi bạn biết nhiều, bạn tương đồng, bạn đồng ý.